Chương trình này được bảo trợ Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Người xa về đâu? Cho tôi xin bắt nguồn nhiệt cầu. Dòng sông ấy thiên thu tình lặng. Người lang thân hướng miền sâu. Người sẽ làm chi? Cho tôi xin nói biết những gì? Quý vị, trong chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi đang có mặt tại chùa Bảo Quang ở trên đường New Hope thuộc thành phố Santa Ana. Hòa thượng Thích Quảng Thanh nguyên là trụ trì của chùa Bảo Quang, ông viên tịch vào năm 2019, và hôm nay thì quý vị có hai cái chương trình được diễn ra tại đây, đó là chương trình lễ dỗ cố hòa thượng Thích Quảng Thanh và cũng như là cái chương trình động thổ xây dựng tháp cốt của hòa thượng Thích Quảng Thanh cũng trong cái khu viên chùa Bảo Quang. Ông giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Hôm nay môn đồ pháp quý chúng con vô cùng xúc động khi nhìn thấy màu quỳnh y rực rỡ của chư tôn thiền đức tăng ni. Vì tình linh sơn cốt nhục pháp lữ đại thừa, quý ngài đã không quản ngại đường xã xa xôi, Phật sự đa đoan, đã dành thời gian quý báu đáp lại lời thỉnh cầu của môn đồ pháp quý chúng con. Mà quý ngài đã chẳng tích quang lâm về bổn tự Bảo Quang nhân ngày lễ quý nhật của ân sư chúng con là cố hòa thượng Thường Quảng Hà Thanh. Chúng con không biết nói gì hơn, xin đê đào vãi tạ thăm ân và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể cương an, Phật sự viên thành. Kính thưa quý vị quan khách và đồng hương Phật tử, kính thưa quý vị truyền thông báo chí có mặt hôm nay, kính thưa quý vị, thật sung sướng vui mừng được cung đón chư tôn trưởng lão hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng tất cả chư liệt quý vị về chùa Bảo Quang buổi trưa ngày hôm nay để tham dự ngày quý nhật kỷ niệm 5 năm cố hòa thượng Thượng Quảng Hà Thanh viên tịch. Và hôm nay cũng là ngày đánh dấu kỷ niệm 5 năm Hòa Thượng Viên Chủ viên tịch. Tất cả quý Phật tử và hội đồng quản trị của chùa Bảo Quang
đã đồng cùng với chúng tôi kiến tạo ngôi bảo tháp để tôn trí tôn thờ xá lợi cũng như linh cốt của cố hòa thượng Viện Chủ, người đã có công khai sáng ra ngôi phạm vũ này để chúng ta hàng xuất gia cũng như tại gia tại địa phương cũng như các nơi trên thế giới về nơi đây để hoằng pháp. Dấu ân thiện hạnh ngộ đông tây sáng sông rồi nguyện lực như nhiên tình yêu thương ứng dụng chân truyền tâm tình đẹp chẳng hòa rơi năm dòng sông xưa thấm thoáng ngọn thuyền. Quý vị, đây là ông Phát Bùi. Thưa anh, hôm nay là ngày giỗ của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Phạm Khanh được biết đó là anh có rất là nhiều kỷ niệm với Hòa Thượng. Hình như nhớ không lầm là cái ngày cưới của anh là Hòa Thượng là người chủ trì, đúng không thưa anh? Dạ đúng rồi, đám cưới của chúng tôi từ nhiều, phải nói cũng hơn 20 mấy năm rồi. Dạ. Thì là làm lúc đó Hòa Thượng là còn ở giữ cái ngôi chùa trên đường Magnolia đó. Dạ. Bây giờ là tu viện Sùng Nghiêm. Thì lúc đó là ngôi chùa còn đó thì... chính Hòa Thượng là người đã làm lễ cưới cho hai vợ chồng tôi. Thành ra cái tình cảm từ mấy chục năm về trước đến giờ thì nó rất là khăng khít. Thì chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với Hòa Thượng. Ngày hôm qua được Hòa Thượng Thích Thông Hải cho biết là ngày hôm nay là ngày giỗ của Hòa Thượng Quảng Thanh. Thành ra thầy cho biết là làm giới hạn trong vòng thô hẹp thôi. Thì thầy có kêu tôi đến đây lúc 3 giờ. Thành ra tôi đến để mà cùng với lại tất cả chư Tăng Đức và các Phật tử cùng đọc kinh cho Hòa Thượng. Thì đến đây thấy quang cảnh đây, thấy bức hình của Hòa Thượng trước lại rất nhớ những cái kỷ niệm năm xưa. Không ngờ thầy đã đi vội vàng như vậy. Thật ra cái ngôi chùa Bảo Quang đây phải là tôi là cái người đầu tiên để mà bày ra cái an cư cây thả ở đây. Thì bây giờ Tổ Công Thầy Nguồn Hùng đó là cái người con sót lại ở với thầy Quảng Thanh làm cả ngày cả đêm làm thầy đạo tụng kinh. Ông làm chùa không tính thời gian, suốt ngày làm, thế mà cũng không kịp những cái mong muốn của ông. Ông thầy Quảng Thanh là ông xây dựng cái ngôi chùa này có thể là di cư lần từ năm thứ sáu. Chú bây giờ đây là cái khu vực mà sẽ xây dựng cái tháp cốt của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nằm cạnh bên cái cục tưởng niệm thuyền nhân ở trong cái khu viên của chùa Bảo Quang buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nói đó thì là chiều hôm nay có hai cái phần nghi lễ. Thứ nhất đó là lễ giỗ của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đang diễn ra bên trong chánh điện, và cũng như là chút xíu nữa đây thì cái chương trình lễ động thổ để xây dựng tháp cốt Hòa Thượng Thích Quảng Thanh sẽ được diễn ra tại đây. Chúng tôi được biết rằng là tháp cốt này đó thưa quý vị sẽ xây dựng bằng cái chất liệu là đá xanh nguyên khối với chiều cao là 14,7 feet. Thầy rất là cảm ơn ca sĩ Hồ Quốc Việt. Kính thưa quý vị.